Chào quý vị, 18:50 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam sẽ là khung giờ của tin khó tin. Quang Huy rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay để mang đến những thông tin của tin khó tin đến quý khán giả. Đó chính là những câu chuyện độc đáo, thật nhưng khó tin từ những sự vật hiện tượng trong đời sống, đặc biệt là về chính khả năng của con người chúng ta. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức đặc biệt hôm nay. Nói đến Ninh Thuận, ngoài nắng gió thì một loại đặc sản không thể không nhắc đến đó chính là nho. Ninh Thuận được xem như là vựa nho của cả nước với nhiều giống nho năng suất, thơm ngon. Và mới đây thì tại Ninh Thuận đã có hộ dân đầu tiên trồng thành công giống nho ngón tay đen không hạt. Vậy thì có gì trong vườn nho ngón tay đen không hạt đầu tiên ở Ninh Thuận này? Chúng ta hãy cùng khám phá với chuyện Đông chuyện Tây của Tin Khó Tin ngay sau đây. Đây là giống nho ngón tay đen không hạt NH01102. Ông Nguyễn Đình Trí, nông dân ở xã Nhân Sơn, huyện Ninh Sơn là người đầu tiên trồng thành công tại tỉnh Ninh Thuận. Điểm nổi bật của giống nho này là khi chín chuyển sang màu tím đen rất bắt mắt, ít rụng nên thuận lợi khi bảo quản và vận chuyển. Đặc trưng của nho của ngón tay đen đây là nó là trái dài như ngón tay út, rồi đặc biệt là ăn giòn ngọt. Hai nữa là nó đặc biệt nhất là không hạt. Từ khi trồng cho tới hôm nay thu hoạch là được 1 năm 5 tháng. Lợi nhuận thì chẳng hạn như một sào thì bữa nay được 1 tấn đến tấn 2. NH01102 là giống nho do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển chọn, chuyển giao cho nông dân tỉnh Ninh Thuận trồng thử nghiệm. Ngoài mục đích cung cấp nho ăn tươi cho thị trường trong nước, giống nho ngón tay đen không hạt được kỳ vọng nâng cao thế cạnh tranh với các sản phẩm nho nhập khẩu trên thị trường hiện nay, cũng như tạo điểm đến thu hút du khách khi đến với Ninh Thuận. Và nói đến nho nhập khẩu trên thị trường hiện nay thì không thể không nhắc đến nho mẫu đơn, một loại nho xanh cao cấp được mệnh danh là siêu thực phẩm ở các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại Cần Thơ, có một người đã tiên phong trồng loại nho đắt đỏ này với quy mô lớn trong nhà màng rộng hơn 3.000m2, thưa quý vị. Vườn nho đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại từ hệ thống tưới, quạt đối lưu giúp hạn chế độ ẩm, giảm mầm bệnh trong không khí. Và điểm đặc biệt là tất cả các thiết bị đều được điều khiển thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại. Và đây chính là tin tức đặc biệt tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị. Mẫu đơn á, thì đối với người miền Tây mình á, nhiều khi người ta quan niệm là có nghĩa là cái cây nho thì chỉ Ninh Thuận trồng được thôi, còn miền Tây sẽ không trồng được. Nhưng mà thực chất cái thổ nhưỡng vùng miền Tây mình trồng cây nho rất là tốt, nhưng mà nó khí hậu á, thì nói chung là nó không bất lợi cho nhiều người miền Tây mình. Tại vì trồng nho ở miền Tây mình bất cứ loại nho nào nếu mà trồng được kết quả tốt nó bắt buộc phải có hệ thống nhà màng. Tại vì cái nho nó rất sợ vấn đề trời mưa, khi mà mưa nhiều á thì nó sẽ sinh ra bệnh nhiều và mình kiểm soát rất là khó. Thành nữa nếu muốn phát triển về cây nho thì bắt buộc phải có hệ thống nhà màng. Ông Nguyễn Bá Duy vốn làm nghề kinh doanh ô tô, nhưng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thị trường ế ẩm nên ông quyết định rời phố về vườn sinh sống và chuyển hướng sang làm nông nghiệp từ năm 2020. Ban đầu ông Duy có ý định trồng các loại cây ăn trái thông thường, nhưng niềm đam mê cây nho từ nhỏ nên ông quyết định trồng thử loại nho đắt tiền này. Sau khi tìm hiểu, thấy thổ nhưỡng miền Tây thích hợp trồng nên ông quyết định nhập 100 cây nho mẫu đơn giống từ Hàn Quốc về trồng thử nghiệm với giá hơn 400.000 đồng một cây. Nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu sót về mặt kỹ thuật nên cây giống chết hàng loạt. Sau khi rút ra được kinh nghiệm, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống làm mát đối lưu để hạn chế mầm bệnh, độ ẩm trong không khí, giúp cây nho phát triển tốt. Tôi từ nhỏ đã đam mê cây nho này rồi, nhưng mà cũng chưa có một cơ hội để thực hiện cái công việc này đó. Lúc mà tôi về đây để tôi sinh sống trở lại cái vùng quê ngày xưa tôi đã ở đây nè, rồi tôi có cái định hướng là tôi muốn phát triển cây nho, và tôi thấy hiện tại giờ là hiện tại trên thị trường là cây nho mẫu đơn là cái cây rất giá trị cao, kinh tế ta cao á, thành ra tôi quyết định tôi đầu tư. Nhưng mà ngay từ buổi đầu tôi làm thì tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Có nghĩa là những người gọi là trong gia đình tôi đó, họ không đồng tình với tôi. Tại vì nói chung là tôi trồng một cây rất là khó,
mà nó lại mới lạ của vùng quê miền Tây mình nữa. Nhưng mà với sự đam mê và quyết tâm, thành thử tôi mạnh dạn đầu tư để tôi làm. Ông Di cho biết hiện nho mẫu đơn tại vườn đã được 15 tháng tuổi và đang cho được trái đầu tiên. Sản lượng nho tại vườn khoảng 5.000 chùm, tương đương hơn 2 tấn nho. Trung bình mỗi chùm từ 500 tới 700 gram, giá bán 400.000 đồng một ký. Hiện ông vừa mở cửa đón khách và bán trái trực tiếp tại vườn cho khách mua làm quà thưởng thức. Trong thời lượng còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị khán giả cùng cảm nhận vẻ đẹp của sự đam mê, tìm tòi từ một người thợ sửa máy nông nghiệp có niềm yêu thích rất lớn với cơ khí. Anh đã bỏ ra gần 300 triệu đồng để chế ra chiếc xe ô tô mui trần theo phong cách cổ điển. Xe này thì rất là dài, hơn 5 mét. Lái cũng khó đấy. Trong thực tế tôi đã từng đường đi vào thân thang, vừa đi vừa huýt sáo, tưng bừng lắm, nhưng mà khi ra lùi luôn quãng đường 3 km. Điều hòa là dùng khí trời mà. Rời nắng thì cũng nắng đấy. Nếu mà muốn mát phải dùng ô. Mưa to bất chợt đấy là ướt. Vừa mưa vừa nắng thì trong toát mồ hôi luôn. Xe này tôi chưa thiết kế được túi khí. Phần gạt mưa thì riêng cái phần phun nước tôi không dám làm. Bởi vì nếu mà chẳng may mà đang ngồi mà bấm nhầm phải cái phun nước, nó phun nó phọt vào luôn vào đầu. Tôi thích cơ khí và tôi rất là thích xe, những cái xe mà cái đường nét của nó rất là hút hồn người khác. Tôi đã xem một cái xe của Mỹ, một xe đời cổ, một xe Ford. Cái xe đấy nó cũng rất là dài. Ý tưởng tôi muốn làm lên một chiếc xe này thì lâu lắm rồi. Thời gian mà Hà Nội bị cách ly, xưởng của tôi dừng lại hoạt động. Thời gian đó là tôi cứ lóc cóc ở trong cái xưởng nhà tôi là tôi gò ra chiếc xe này. Tạo lên cái form xe này nó là khó. Khó ở cái gì? Tức là cái xe này 100% bằng sắt. Tôi làm cái xe này trong vòng 6 tháng. Thì chỉ có một tuần là gá khung cầm bệ, còn toàn bộ là làm form xe. Mình không có bản vẽ đâu, nghĩ trong đầu thôi. Từ những cái tấm mảnh sắt mình sẽ có thể phân chia ra thành góc này cần mảng bao nhiêu, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu để tạo uốn, tạo thành cái form này và gò ra thành lồi lõm như thế nào để tạo thành cái đường mềm mại. Việc làm tôn dày thì nó rất là vất vả trong vấn đề gò. Những cái góc nhỏ muốn tạo form cho nó rất là khổ, nhưng mà vẫn phải cố làm thôi. Chính vì vậy mà nó mất rất là nhiều thời gian. Thế lắm lúc gò phồng hết cả tay, thực sự là khó. Lại đối với mình lại không học qua lớp gò. Khó khăn thứ hai là chế hệ thống lái thôi. Tôi phải xử lý mất vài lần đấy. Tức là mình phải làm sao nó kết hợp form xe đấy, kết hợp với hệ thống lái. Cứ làm thôi và tôi vướng đâu để tôi lại phải vừa thay đổi form và vừa thay đổi vị trí. Tổng chi phí tôi tạo con xe này là tôi tính cả công ra mới là gần 300 triệu. Nó tạo cho mình một cái không gian, tức là mình ngồi nó thoáng, thỏa cái đam mê. Khả năng, sức sáng tạo của con người là vô hạn và khi có đam mê thì người ta sẽ tìm được cách để mà làm điều mình mong muốn. Có lẽ chúng ta cũng cảm nhận rõ được điều này từ câu chuyện vừa rồi thưa quý vị. Và đến đây thời lượng của Tin Khó Tin ngày hôm nay cũng đã hết. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.